Rồi, mến chào cả nhà, quay trở lại. Chúng ta vừa xong một cái tiết là bài tập. Chúng ta vừa học xong về ôn lại cái cách mà xài hàm, cách viết hàm, đặc biệt là hàm loại 4, tức là hàm mà trả về giá trị và dùng cái giá trị đó để làm gì tiếp. Ví dụ như phối hợp vào trong lệnh if để ta có thể có những cái xử lý tiếp theo. Ví dụ như cái hàm isRight nó chỉ nói hai cái thứ vô hồn 0 và 1. Ta trả cho mày hai trạng thái 0 và 1 đấy. Còn mày muốn làm gì quyết định thì làm. Và mình sẽ dùng cái 0 1 đó để mình quyết định, nếu mày là nguyên tố thì tao in và nếu mày không là nguyên tố thì tao không in. Cái loại hàm này mình cũng đã từng xài rất nhiều rồi, cái dạng kiểu hàm loại 4 này. Khi hôm bữa tôi có giảng cho bạn về hàm và nói về cái giá trị tuyệt đối, những hàm giá trị tuyệt đối sin cos các thứ này nọ, nó đều cùng một xì tai, tức là nhận vào và trả về, không nói nhiều, và sẽ dùng nó để phối hợp đâu đó. Đấy là cái điều mà mình vừa học trong cái tiết vừa rồi, tôi tóm được. Bởi vì tôi sẽ không hỏi các bạn dò bài trong hai slot, vì slot 2 mà hỏi dò như vậy thì nó sẽ gấp quá cho các bạn chưa kịp nhớ hết. Nhưng mà chắc chắn bữa sau nếu học bài thì mình lại sẽ ôn bài. Rồi, mình vừa học xong một loạt các luật kiến thức, nhớ nha, liên quan đến mảng. Và trong cái quá trình xài về mảng thì tôi cũng lại có dùng mảng theo cái cách của con trỏ hoặc ngọc vuông thì mình biết rồi chứ không có bàn. Và mình cũng đã hình dung cái câu chuyện cái mảng nó có cái mối liên hệ với con trỏ rất rõ ràng thông qua cái tên của cái mảng là con trỏ nha. Và con trỏ này thì có điều đặc biệt, ngay đầu giờ trước có ồn, tức là nó không cộng cộng trừ trừ được thôi, nhưng mà nó hoàn toàn có toàn quyền xài như mọi phần còn lại của các con trỏ. Đấy là cái lượng kiến thức ta có cho đến thời điểm này. Hôm nay ta sẽ nội dung tiếp theo của phần bài giảng phía sau này, tôi sẽ nói về một cái điều đặc biệt. Đó là cái điều đặc biệt đó là kỹ thuật dùng mảng động. Vậy thì tại sao lại gọi cái khái niệm gọi là mảng động? Và động thì nó chắc chắn nó phải có ngược lại một cái người ta gọi là cái tĩnh. Thì động với tĩnh nó khác nhau ở cái gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào một phần kiến thức mới, một trong phần kiến thức mới quan trọng cuối cùng. Nếu xét về góc độ cái lượng kiến thức còn lại chúng ta cần học là gì thưa thầy, thì trong môn học này, môn học C, ta chỉ còn lại lượng kiến thức là cái chuỗi nữa thôi, chuỗi và tập tin là hết rồi. Rồi sau đó thì chúng ta chỉ là những cái dạng bài tập để phối hợp. Tức là nếu mà bạn cảm nhận một điều rằng cái chặng đường chúng ta đi hôm nay tuần thứ 8 nhá, giữa tuần thứ 8 thì bạn học 2 slot, thì coi như là chúng ta đi gần hết cả cái chặng đường lập trình căn bản rồi. Còn 2 chủ đề lớn, 3 chủ đề lớn, mà một chủ đề hôm nay chúng ta học là chủ đề về mảng động. Mảng động học nhanh lắm, nó chỉ có chút xíu là xong. Nếu bạn hiểu con trỏ rồi thì mảng động chút xíu là xong. Và bạn thấy rằng khi xài con trỏ, khai báo con trỏ nhưng mà đéo mẹ lại xài ngọc vuông, nó đau đầu chỗ đó. Và mình hôm bữa mình đã xài ngọc vuông rồi thì lại xài con trỏ, hai cái này là một. Nếu bạn hiểu được là bạn sẽ rất dễ dàng. Đó là lượng kiến thức tôi nhắc lại. Kiến thức thứ hai tổng kết, tức là còn một về chuỗi nữa, tức là mình làm sao lưu được cái tên em. Cho đến giờ học, cho đến ngày hôm nay mình vẫn chưa biết cách lưu tên của mình, chưa biết cách lưu tên. Thì có phần gọi là chuỗi thì mình sẽ học cách để lưu cái tên của mình. Chứ số mình xử lý từ lưa rồi, số nguyên tố mình cũng đã biết cách làm rồi. Nhưng rõ ràng kể cả hack RAM cho các việc là Bitbyte hôm bữa mình học á, hack RAM mình cũng đã học luôn rồi, nhưng cuối cùng mình éo biết cách lưu tên. Thì lưu tên là một cái câu chuyện cuối cùng nữa, mà nó là liên quan đến mạng, liên quan đến con trỏ luôn. Cho nên con trỏ nó sẽ xài phần cuối rất nhiều. Thế nên bạn không hiểu chắc nó thì bạn sẽ không hiểu được tại sao. Bạn có thể bạn chỉ dùng được thôi mà bạn không hiểu. Tôi sẽ cố gắng giảng đến mức độ bạn hiểu được. Chắc chắn phải theo được mấy cái bài vừa rồi đã. Là kiến thức thứ hai còn lại. Và kiến thức thứ ba còn lại là tập tin. Tức là bây giờ em gõ một cái bài thơ. Em gõ bài thơ ấy, em gõ tên tuổi của em, hồ sơ của lớp mình luôn. Em cất vào tập tin để lát hồi em dùng lại được không? Lưu xuống một cái tập tin giống như lưu file Word luôn. Trong lập trình mà mình có thể lưu cái dữ liệu trong RAM của mình, thay vì nó để trong RAM mà tắt máy một cái là mất. Cái app đang chạy mà có đống nhập đống mà chào mừng bạn, nhập tên của bạn, tuổi của bạn, năm sinh của bạn, nhập cái rồi app hết chạy, app chạy xong hay thoát cái menu thì data cũng mất luôn. Vậy có cách nào để cất data người ta gọi là permanent, tức là cất tĩnh lại hay không, giữ lại được luôn, thì có cái cách để lưu xuống tập tin. Thì đấy là nội dung thứ ba mình học nữa, là hết kiến thức của lập trình căn bản, cho nên thấy nó nhanh lắm nha. Cũng cho đến thời điểm này thì tôi nghĩ rằng hàm lượng kiến thức mình đã có trong tay rất nhiều, nếu bạn cố gắng nhớ được. Và nó cũng không quá tải, bởi vì thực ra nó cũng chỉ có mấy thứ thôi, for, do, while, loop,
rồi thêm thuật toán để viết, rồi thêm cái hàm, rồi thêm cái phần con trỏ nữa, ba mảng. Thế thôi, gọn thì nó rất gọn, những bài thì nó nhiều về mặt kiến thức, nhưng mà thực ra số đầu đề mục của nó thì không quá nhiều. Vậy cho nên nếu mà cho đến thời điểm này bạn tự tin rằng bạn ngồi viết code được với tôi và thêm cái 1.000 bài tập trên mạng mà bạn có ngồi bạn luyện nha, bạn luyện, thì bạn phải tự hào cái thành quả bạn đạt được, vì chúng ta gần xong chặng đường của môn học này rồi. Nói thêm trước khi bắt đầu vào phần bài giảng, thì cuối tuần này, thì tuần này thì tôi lại cứ xen kẽ so le tuần vừa rồi thì tôi lại không có mắc bởi về của trường dạy thêm của cái lớp trên online, còn tuần này thì lại có, và cả ngồi đồ án tốt nghiệp nữa, tôi chấm đồ án tốt nghiệp nữa, tức là chấm cho những bạn sinh viên ra trường, cho nên là sẽ bị bận rộn cuối tuần, nhưng chắc chắn cuối tuần vẫn có live, vẫn có live. Tôi sẽ sắp thời gian nha, nhưng khả năng là buổi tối nhiều rồi, vì ban ngày là phải giảng của trường, làm công việc của trường rồi. Thứ bảy là vẫn làm việc của trường, làm việc tính lương luôn đấy, chứ không phải là đùa. Cho nên là bận thứ bảy, nhưng mà khả năng rất lớn, chắc chắn là làm là phải live để cho giữ cho nhịp độ cho nó xong cái môn học này, thì tôi sẽ live vào buổi tối. Nên là báo trước cho mọi người biết để mọi người chuẩn bị tinh thần. Có đứa nào phản đối tôi live tiếp không? Trả lời. Có đứa nào phản đối không? Phản đối tao đọc tao trận này. Chúng mày được học miễn phí, được nhận được sự tử tế của tao mà không cần cảm ơn. Học cho nó giỏi đi để mà giúp đời. Và đầu tiên là phải giúp được mình. Nên tao live tiếp. Và live để học, chứ không phải live để chém gió hay bắt chúng mày câu view của tao gì cả. Nha. Lương FPT tạm đủ sống. Tao nói trước. Cho nên là chiến để cốt. Chúng mày giỏi để mai mốt chúng mày kiếm vài ngàn đô một tháng để mày xài cho nó đỡ. Xin tiền ông bà già thế nào nghe chửi câu phải dặn dò học hành cẩn thận nha con, tử tế nha con. Cái câu đó mai mốt mình có lương mình éo cần phải nghe câu đó nữa. Không phải bất hiếu. Rõ ràng cái tiền của mình thì mình có quyền xài. Cha phải dặn mình cách xài tiền. Còn rõ ràng bây giờ mình đang xài tiền của ba mẹ thì ba mẹ có quyền phải dặn. Và bây giờ mình sẽ đến lúc mình sẽ làm điều đó. Độc lập về tài chính. Mà muốn có điều đó thì bắt đầu ngày hôm nay phải đầu tư cái tiền của ba mẹ cho đúng và cho việc học. Đấy là điều mà tôi chia sẻ thêm với các bạn liên quan đến cái lượng kiến thức mình còn lại. Vậy thì bây giờ mình học gì thưa thầy? Bây giờ học vào một trong ba nội dung còn lại cuối cùng, tức là mình chỉ cuối cùng chỉ còn lại hai nội dung quan trọng nữa là hết môn học rồi, hết cái căn bản rồi, thở phào được rồi. Bây giờ ta sẽ học về mảng động. Vậy bây giờ tôi sẽ quay vào cái cấu trúc của cái app của mình nhìn chút xíu. Và hồi nãy lúc ra chơi á thì có bạn hỏi tôi về mặt cái code bạn bị lỗi, thì tôi đã dặn là nãy tôi sẽ rất gắt. Tôi nói với các bạn một điều, khi viết code phải nhìn kỹ. Mỗi cái hàm nó có cái ngoặc, nó đóng gọn mà cái khu vực. Chứ mình viết mình phải có ý thức, mình biết nằm đoạn nào đấy. Lưu ý kỹ những cái điều đó. Hàng ngày mình phải làm nhiều mình mới nhớ được. Cho nên cái hàm nó tao viết mà giờ tao mở ngoặc, tao đóng ngoặc một cái là tao đi ra hẳn một cái hàm tao làm việc. Cho nên đừng có ngồi mà cái viết đại một cái mình không biết kiểm soát. Vì code tương lai sẽ rất dài, cực dài. Và mình không kiểm soát được cái dấu ngoặc nhọn làm chết mẹ mình rồi nan. Nó bối rối, nó không biết hàm nào, nó lẫn lộn với hàm nào. Nên những cái việc đó bạn phải làm rất nhiều, bạn phải rút kinh nghiệm dần. Tất nhiên mình đang được quyền có thể gửi quyền sai sót, nhưng rõ ràng mình phải chú ý kỹ, viết code kỹ lắm. Chứ còn không khó, cực kỳ khó để mà gỡ lỗi khi code bắt đầu nó dài. Nên phải lưu ý mở đóng một cái khu vực tự trị, nếu mẹ kiếp hàm nó phải độc lập nhau ra. Tên hàm viết cho nó đúng nữa. Nó báo lỗi rất khó để gỡ đấy, không đùa. Máy mà. Cho nên điều kinh nghiệm lưu ý để dành cho mình, phải ngồi xuống viết code thật sự. Nhưng không thể nói chay được. Rồi, bây giờ quay trở lại bài. Bây giờ ta sẽ đi vào cái cấu trúc chung của một cái app để xem thử có một vài điều đặc biệt như thế nào. Và đây là câu hỏi liên quan đến cả thi final nha. Tôi share màn hình. Tiếp tục. Nào, chúng ta hãy nhìn cấu trúc của một cái app. Cái này tôi đã từng có giảng rồi. Lúc mà giảng trong lớp offline, tức là lúc mà tôi chưa bị Covid, mà cái tuần mà chúng mình bắt học offline, tôi có ghi trên bảng cấu trúc của một cái app. Cấu trúc của một cái app bao gồm cách viết như thế nào, tôi có giảng hết rồi. Bây giờ mình nhìn lại cấu trúc của một cái app. Một xíu. Một cái app. Ban đầu, bạn hãy nhìn, ban đầu nó có chữ include. Đây là đưa các bộ thư viện đưa vào. Khai báo xài thư viện. Xài thư viện. Cái này thư viện hôm bữa tôi có nói là giống như mở cốp xe ra lấy hàng vậy đó. Mở cốp xe ra lấy hàng. Thì khai báo xài thư viện, đây là câu lệnh đầu tiên. Bạn thấy include. Và tất nhiên làm sao làm mấy cái file .h này
Chừng nào sau này mà học xong lên C thì có thời gian rảnh ta sẽ làm cho chúng mày. Ví dụ tên của mày là Cường, mình mai mốt mình sẽ chơi trò include cường.h, mình có quyền làm điều đó được nha. Nhưng mà chuyện giờ chưa phải vội, cái phần đó là cái phần mà gọi là cái kỹ thuật bộ, gọi là cấu trúc thêm những cái phần mà râu ria, làm trang trí thêm cho cái app và gọi là tái cấu trúc cái app cho nó tử tế hơn thành thư viện. Cái chuyện đó là một cái chuyên đề riêng nha, chuyên đề riêng, nó đưa vào bây giờ sẽ khiến các bạn bị xoắn não. Thế nên cái đó tách riêng chứ không không làm vào trong đây vội. Vậy thì coi như là bạn là người xài những cái hàm, những thư viện của người khác, giống như mua cái hòm đồ, mở đồ ra lấy, mở cốp xe lấy đồ. Đó. Đây là phần đầu là include, phần này là phần gọi là chỉ thị, những cái chỉ dẫn với máy tính để nó biết, máy tính nó biết làm gì thôi. Mình không quan trọng ở đây, không không tập trung vội. Rồi mình tiếp theo mình khai báo một cái người ta gọi là biến toàn cục. Biến toàn cục tức là cái biến mà nó nằm ngoài tất cả các hàm, biến nằm ngoài tất cả các hàm. Câu lệnh thì bắt buộc phải nằm trong hàm nha, nghe kỹ, câu lệnh phải nằm trong hàm, bởi vì lệnh là để làm cho một việc gì đó của một cái hàm gì đó. Chứ lệnh không viết lơ lửng, lệnh không được quyền viết lơ lửng, nhưng biến thì được quyền viết lơ lửng. Lơ lửng tức là mày nằm ngoài hàm. Vậy biến, ủa tại sao nó được quyền nằm lơ lửng? Thì rõ ràng nó nằm lơ lửng vì nó là biến, nó chẳng qua là data, nó là vùng RAM chứa data, thì data là con số con dưới này nọ thì thoải mái. Nhưng mà tại sao câu lệnh thì không được nằm lơ lửng thưa thầy? Tại vì câu lệnh là liên quan đến là, ủa CPU phải bắt đầu lệnh từ lệnh nào chứ? CPU nó phải biết bắt đầu từ lệnh nào, còn đây là data để xử lý, lệnh để xử lý data. Nhưng câu lệnh trong này, cho nên lệnh nó phải nằm trong một cái hàm nào đó để nó được gọi, và CPU bắt đầu nó gọi từ main. Đây là cái quy ước, là một nhóm các câu lệnh phải được gọi ra lúc nào đó. Như vậy thì nhóm câu lệnh phải được gọi lúc nào đó, thì vậy lệnh nó phải nằm trong hàm. Đó, lệnh nó phải nằm trong hàm. Đó, chứ không nằm lơ lửng được. Bởi vì nếu nằm lơ lửng thì cuối cùng làm sao gọi được lệnh đó? Khi CPU nó bắt đầu nó chỉ biết nó chơi với main trước. Đó, nó chỉ biết nó chơi với main trước. Và trong main bắt đầu nó sẽ gọi các lệnh, các hàm. Như vậy thì rõ ràng các câu lệnh mình không được nằm lơ lửng, mà các câu lệnh phải nằm trong một cái hàm để CPU nó còn biết đường nó gọi đến. Chứ còn nằm lơ lửng thì cuối cùng đã đéo biết tao thực thi thế nào. Dạ thưa thầy, CPU nó chạy từ trên xuống dưới. Đúng, nó chạy từ trên dưới, nhưng bắt đầu nó chạy từ cái main. Nó phải có cái quy ước, giống như nhà mình có các phòng khách là nơi mọi người tụ họp, đi vào vào phòng khách trước rồi bắt đầu từ đó tẻ ra các phòng riêng. Đó, nó có phải có một cái logic tổ chức. Đó, cho nên lệnh không nằm lung tung. Ok, em đã hiểu. Rồi. Như vậy chỗ này mình khai báo thì là chỉ khai báo những biến, tức là những cái vùng RAM để chứa data thôi. Chứ còn CPU nó xử lý thì nó phải là có vào main và vào các hàm nó xử lý. Đó, cho nên lệnh không nằm lửng lơ. Nha, lệnh là liên quan đến biến nhưng không nằm lửng lơ. Và biến thì được quyền nằm lửng lơ vì đó là vùng data. Và data để đó đi, lúc nào CPU xử lý thì từ từ hàm chạy mà xử lý. Đó. Rồi, như vậy mình có hai loại khai báo biến, biến toàn cục ở đây. Và biến này là biến hằng số, tức là thêm chữ constant là biến này không cho thay đổi value. Tức là value bằng 3.14 thôi, đéo được còn thay đổi nữa. Mình có thể thí nghiệm sau cũng được. Còn biến thứ hai, biến này có quyền toàn quyền thay đổi value. Ai thay đổi value, hàm mẹ nào cũng thay đổi và hàm nào cũng có quyền thay đổi, cho nên có rất dễ nguy cơ không kiểm soát được biến, hiệu ứng lè coi chừng sẽ xuất hiện. Đấy là cái điều tôi cảnh báo thôi. Rồi tiếp theo, tên hàm prototype. Prototype hồi nãy mình xem rồi, mấy cái tên hàm không đó, chấm phẩy thôi. Và bên trong có thể có tham số nếu muốn. Ok. Đó, cho nên có thể các bạn có quyền chữ fx cũng được. In x. Đó, mình có quyền. Như vậy prototype của hàm nhận đầu vào và trả đầu ra hay không? Rồi sau đó đến hàm main. Rồi sau đó đến cái hàm mà thân hàm. Cái này gọi là hàm main. Hàm main là hàm chính. Và tôi tô vùng màu xám này có nghĩa là đây là hàm main. Còn tôi tô cái vùng màu xám này có nghĩa là cái hàm F. Tôi cố tình tạo cái màu khác để bạn nhìn. Đó. Thì đây là code của hàm F. Còn F bên trong có các biến. Mình có cần khai báo biến. Rồi mình khai báo các lệnh. Thì biến khai báo bên trong hàm thì gọi là biến cục bộ. Local variable. Mà. Local. Và. Tức là biến cục bộ là biến chỉ trong trong hàm này thôi. Rồi, còn biến đây cũng có biến x cũng là biến local var. Local var. Và biến cục bộ và ngược lại bên này gọi là biến toàn cục. Toàn cục có nghĩa là tao nằm mẹ nó ngoài tất cả các hàm, đéo nằm trong hàm nào cả. Global var. Vậy thì vấn đề em hiểu. Vậy thì trong hàm này em có quyền thay đổi biến toàn cục đúng không thầy? Đúng. Hàm này cũng có quyền thay đổi biến toàn cục ở trên đúng không thầy? Đúng. Nhưng mà hàm này thì éo lấy được x của hàm kia và x của hàm kia thì cũng trong hàm bên main thì cũng éo làm sao để sử dụng được y ở đây được. Nếu có chăng thì chúng mày chỉ có truyền giá trị xuống cho tao thôi. Ví dụ fx thì truyền xuống, cái này gọi là truyền tham trị. Bởi vì x đập value xuống đây, x10 ở đây này, đập value xuống x10 ở đây. Đó, truyền tham trị. Còn truyền tham chiếu thì chỗ này phải nhận vào con trỏ. Và chỗ này là tao sẽ mày đưa dấu và ở đây đi. Gọi hàm F, F chập xuống chữ F và chập xuống dưới đây. Chập tức là đè xuống. Thì cái này gọi là truyền tham chiếu nếu có mình dùng con trỏ.
Nhưng kiểu gì thì kiểu, bạn nên nhớ rằng mỗi khu vực là nó có cái biến thiên. Mỗi khu vực có biến thiên. Đây là điều bạn phải phải nhớ. Ok. Rồi, gọi hàm. Đây, F thì tiếng Anh nó gọi là call hay là invoke. Mình đã học hết rồi. Như vậy một cái app của mình sẽ có nhiều đầy cấu trúc. Vậy thì toàn bộ đây là các câu lệnh của cái app. Khi mình ấn F11 thì điều gì xảy ra? Đó, thì toàn bộ các câu lệnh này sẽ được biến đổi thành câu lệnh nhị phân. Tức là máy nó CPU nó sẽ biến thành nhị phân 0101 thành cái file .exe đấy. File .exe đầu kỳ tôi cho bạn xem rồi, bên trong mã nó từ lưa. Đó, vậy toàn bộ các đoạn này sẽ biến thành nhị phân 0101 luôn. Theo kiểu lệnh mà CPU nó có thể hiểu được. Nó gọi là chính là file .exe. Như vậy khi mình ấn F11, tập trung nha, đây là kiến thức mới. Khi mình ấn F11, F11, chờ xíu, F11. Vậy khi mình ấn F11 thì điều gì xảy ra? Toàn bộ các lệnh trên, các lệnh ở phía trên, rồi, toàn bộ các lệnh ở phía trên, lệnh hay là các code ở trên biến thành nhị phân 0101 0101 0101 và đóng gói thành cái file .exe. F11 là lệnh ở trên sẽ biến thành nhị phân và biến thành file .exe. Đó. Và cái file .exe tức là toàn bộ các câu lệnh này được thảy vào RAM luôn. Cái logic của nó toàn bộ các lệnh ở trên thảy vào RAM. Toàn bộ các lệnh ở trên được thảy vào RAM và được thảy cái file .exe, thảy hay là tải hay là load hay là đưa vào RAM. Toàn bộ cái file .exe. Vậy khi chúng mày chơi game ấy, khi chúng mày chơi game, cái game gà rán của chúng mày chơi ấy, hay mấy cái game chúng mày đào về chúng mày chơi á, thì chúng mày double click vào cái biểu tượng game. Double click vào cái biểu tượng RAM thì lập tức cái file .exe nó thả vào trong RAM. Nó thả vào trong RAM. Như vậy tức là bản thân toàn bộ cái đoạn này được thả vào trong RAM. Nghe kỹ nha, toàn bộ cái thằng này được thả vào trong RAM. Và nó thả vào trong RAM thế nào? Nó thả vào RAM. Ủa vậy thì một cái app thì chiếm vùng RAM đúng không? Vậy một vùng RAM của một cái app đó thì nó sẽ như thế nào? Windows nó sẽ làm như thế nào? Ví dụ hiện nay tôi có cái trình duyệt cốc cốc. Bạn biết trình duyệt cốc cốc của tôi đây. Bạn thấy tôi đang mở khoảng mười mấy cái tab. Tôi mở mười mấy cái tab. Và bạn sẽ xem thử xem Windows nó bố trí RAM như thế nào. Tôi ấn Alt Control Delete. Và ấn Task Manager. Bạn biết là cái Task Manager để nó nói với tôi rằng là đây, RAM của máy tính Windows nó bố trí như thế nào. Bạn sẽ xem thử. Nào. Bạn có thể thấy, ví dụ cái Google Chrome của tôi hiện nay tôi đang mở 15 cái tab. Bạn thấy tôi đang mở 15 cái tab. Và nó tốn là tổng cộng là 700 MB trong RAM, tức là gần 1 GB. Chrome của tôi xài mất gần 1 GB RAM. Đây. Memory đấy nha. Và click vào đây nó sẽ báo câu là bao nhiêu tab, mỗi tab xài bao nhiêu RAM. Ví dụ có tab tôi đang mở video thì nó tốn RAM hơn, có tab thì ít hơn. Và có tab thì nó chỉ mới có trang web thôi, cho nên ít RAM thôi. Đấy, đến đây bạn đã hiểu được cái logic của RAM của mình đã tốn bao nhiêu. À, cho cái Chrome. Như vậy cái màn hình Chrome ấy là nó sẽ tốn RAM. Cái DevC của mình đây, DevC của mình hiện nay tốn khoảng 7 MB. Bởi vì nó chưa có dùng nhiều, nó lát rồi bắt đầu chạy nhiều. Đấy, cái bài Prime, số nguyên tố của mình đây, nó chưa có tốn nhiều RAM lắm, mới có 7 MB thôi. Nhưng mà lát hồi chạy bắt đầu nó tốn. Excel tôi cũng đang mở cho các bạn xem cái hình mà tôi vừa vẽ thì nó tốn 44 MB lận. À, em hiểu rồi. Như vậy mỗi cái app khi chạy sẽ tốn một lượng RAM nhất định. Đến giờ em hiểu. Ví dụ tôi còn mở Word nữa, tôi mở cả cái tool để ghi video nữa. À, đấy ngay, những cái tool để ghi video các thứ này đó thì nó tốn một vùng RAM nhất định. Đây, tool này cũng đang tốn RAM, nó đang ghi RAM, đang ghi video của các bạn đây này. Là cái tool này nó đang ghi video và nó đang tốn RAM đây này. Nha, video nó đẩy xuống đĩa cứng thì không nói nhưng mà rõ ràng đang tốn RAM đấy. À, em hiểu rồi. Như vậy thì mỗi cái app sẽ được tải vào trong RAM và tốn một vùng RAM nhất định. Như vậy bây giờ cả giờ bộ cái app của mình hồi nãy mình viết cái bài số nguyên tố ấy, nếu nó chạy cơ, chứ còn đang viết code trong cái tool này á thì mình không nói nha. Đây là đang viết code thì nó vẫn nằm trong tool. Nhưng chừng nào F11 chạy á thì toàn bộ cái câu lệnh này nó sẽ biến thành file.exe và toàn bộ các câu lệnh này nó thảy vào RAM luôn. Đó, cho nên tôi đang giải thích toàn bộ các câu lệnh app của mình, ví dụ số nguyên tố cái thứ này nọ, toàn bộ các lệnh sẽ phải thảy vào RAM. Nhưng mà nó thảy vào RAM thì nó chiếm một số mê. Nhưng mà RAM nó sẽ được bố trí thế nào? Vậy trong RAM của cái app của mình thôi, mấy chục mê đó thì nó sẽ được bố trí thế nào? Nó chia thành 4 khu vực.
cái RAM của mỗi cái app được chia thành 4 khu vực. Phải nhớ câu đó. RAM của app bất kỳ Word, Excel hồi nãy bạn vừa nhìn, kể cả Chrome của tôi cũng vậy, nó chia thành 4 khu vực. Tức là mỗi cái vùng RAM cho app lại được chia thành 4 khu vực nhỏ. Mỗi khu vực nó sẽ chứa cái gì? Nó chiếm một số main nhất định. Nào, khu vực đầu tiên người ta gọi là data segment, data segment. Chứ segment trong tiếng Anh và tiếng Việt là khu vực nha, khu vực. Khu vực thứ hai nó gọi là code segment. Khu vực thứ ba được gọi là heap segment và khu vực thứ tư gọi là stack segment. Vậy có 4 khu vực và 4 khu vực mang tên khác nhau. Vậy cái app của em, cái file .exe nó nằm ở đâu? Bản thân cái file .exe nó phải nằm trong RAM. Vậy nó nằm đâu? Toàn bộ các câu lệnh của cái app của bạn, hay người ta gọi là các file .exe, game của bạn, game gà rán của bạn, tướng, hình tướng, các thứ này nọ, các câu lệnh sinh ra tướng, sinh ra bản đồ, nó nằm ở đâu? Tức là toàn bộ các lệnh ấy, thì nó nằm ở đây. Nó nằm trong code segment. Như vậy, cái chữ main nó nằm trong đây luôn. Hàm F nó nằm trong đây luôn. Hàm F nằm trong đây luôn. Code nằm trong đây hết, tất cả toàn bộ các câu lệnh này nó nằm hết ở trong code segment. Ủa tại sao nó phải nằm trong đây? Vì nếu nó nằm trong đây thì CPU bắt đầu mới biết cần phải làm gì chứ. CPU bắt đầu vào, bản chất khi mà F11 chạy, CPU nó làm trò gì? Nó đi vào cái vùng code segment. Tức là việc đầu tiên double click cái game của mày, thì cái game nó phải đi vào trong toàn bộ cái app của game ấy, cái file.exe, nó phải đi vào trong cái vùng code segment. Và trong đây có cái lệnh ví dụ như là hàm main. CPU bắt đầu nó vào đây, nó thấy có chữ main, bắt đầu nó chạy từ trong main và nó biết rằng nó cần phải khai báo biến cái thứ này nọ. Đó. Như vậy thì tất cả các câu lệnh của app thì sẽ phải nằm trong một khu vực được gọi là code segment. Và CPU bắt đầu đi vào trong cái code nám này, tức là thực ra lúc này là trong nhị phân rồi, nó sẽ đi tìm cái hàm main để nó chạy trước. Vậy hàm main phải nằm ở trong code segment. Cái hàm F của mình cũng nằm trong code segment. Đây là điều mọi người lưu ý. Tức là vì hàm có câu lệnh nên CPU nó phải biết nó phải làm gì, thì nó không có ngu gì cả, nó cứ đi vào cái code segment, nó tìm cái hàm main trước và thấy thằng main nó bắt đầu nó mới làm gì cả. Đó, đấy là cái logic đầu tiên. Vậy code segment là chứa tất cả các câu lệnh. Không. Như vậy thì data segment chứa cái gì? Biến toàn cục thì nó lại không nhét vào đây. Tức là trong đây thì trong cái code của mình, cái file chấm này có nhiều câu lệnh đây, cái lệnh main, lệnh của app, lệnh của hàm thì nó nằm trong code segment. Nhưng riêng những cái biến toàn cục thì nó nằm trong đây. Biến toàn cục nó nằm riêng một chỗ gọi là data segment. Như vậy tôi đã cố tình tôi map ngang, bạn nhìn cái màu xanh đây. Như vậy màu xanh này có nghĩa là gì? Toàn bộ cái các biến khai báo vùng RAM ấy, vùng RAM của mấy cái biến mà pi rồi biến của JBus mà mình khai báo ngoài cái hàm thì nó nằm ở vùng data segment. Đấy, đây là điều mình phải lưu ý. Đã, biến toàn cục nghéo nằm chung với code ở đây mà nó nằm riêng một chỗ gọi là data segment. Data là dữ liệu, vùng dữ liệu dùng chung. Cứ nhớ câu đó đi, dữ liệu xài chung. Ok. Còn các hàm của mình, các câu lệnh của hàm ấy, for, do, while, các thứ này nó nằm hết ở trong cái code segment. Và CPU nó đọc cái này thì bắt đầu nó biết làm gì. Và nó biết rằng là biến toàn cục thì đã có chỗ để khai báo để sẵn đây rồi, không phải lo. Nhưng biến x, hàm main bắt đầu nó chạy thì bắt đầu nó có biến x. Lúc nào bắt đầu chạy thì CPU bắt đầu nó mới giải quyết tiếp. Cái biến toàn cục này nó có sẵn rồi. Nhưng mà cái hàm này này, đặc biệt là những biến cục bộ á, thì nó lại để đâu? Bắt đầu CPU bắt đầu nó chạy hàm main, nó vào trong đây nó thấy hàm main nó chạy, nó khai báo một biến, bắt đầu có một biến in x bằng 10. À đủ, CPU bắt đầu nó chạy đến câu lệnh in x bằng 10 thì nó phát hiện được rằng hoa cần RAM rồi. Vậy RAM nó lại để đâu? Và cái biến x này nằm ở đâu trong RAM? Thì tôi thường tôi vẽ các bạn cái biến là nó nằm trong cái bài địa chỉ nào đó. Nay bắt đầu mình mới đi chính thức, chính xác mình xem biến nó nằm ở đoạn nào. Em thầy em nhớ cái biến Tiến Đạt và Chính Thành nằm 6 triệu mấy ấy. Thực ra 6 triệu mấy nó được gọi là gì? Đó, nó nằm vùng 6 triệu mấy đúng không thầy? Đúng, 6 triệu mấy ấy. Thì cái chỗ 6 triệu mấy nó nằm đây. Vùng 6 triệu mấy là vùng này này. 6 triệu mấy là vùng này. Tất cả các biến mà khai báo trong hàm, tất cả các biến khai báo trong hàm thì sẽ nằm ở một chỗ gọi là stack. Stack. Ngăn xếp, tiếng Anh gì tiếng Việt là ngăn xếp. Nếu các bạn nào mà có nghe anh em trong lập trình viên giang hồ mà thôi, mày biết code bị lỗi đúng không? Lên đây tao chỉ có một chỗ cực kỳ hay để thảo luận. Stack Overflow. Đây là cái diễn đàn cực kỳ nổi tiếng nha, diễn đàn cực kỳ nổi tiếng của các forum. Các bạn vậy đi, một cái nơi mà gỡ lỗi cho toàn cầu. Tức là tất cả các anh em lập trình viên trên thế giới này không quan tâm ngôn ngữ lập trình. Có vấn đề gì mà bị lỗi ấy, thì cứ lên đây mà tìm câu hỏi. Đó. Trên đây nó có rất rất nhiều cái câu hỏi khác nhau. Ví dụ như bây giờ mình gõ thử một câu. Đó. Là function return value. Value. Rồi stack overflow. Overflow. Bạn xem thử.
Thế nào bạn sẽ có? Đây, return value of function. Giả bộ tôi click vào. Đây. Mọi hàm được gọi thì được thực thi on the stack. Đó. Nha. Cái, những cái hàm thì cái lời gọi hàm thì sẽ nằm trong stack. Và function thì sẽ được bị biến mất giá trị. Tức là cái, mỗi cái hàm mà chạy xong ấy thì sẽ deallocate. Tức là cái vùng RAM của cái biến của cái liên quan cái hàm sẽ bị biến mất khỏi vùng stack ngay sau khi cái hàm được kết thúc. Đó. Cái bây giờ tôi đang giảng vào cái phần cái câu này. Đây tôi ví dụ tôi gõ đại một câu thôi. Đó. Giả bộ rằng cái hàm một cái biến mà cái gì tên một cái value gì đó. Đấy, nói chung đây là dưới này, anh em bắt đầu gỡ lỗi cho bạn các hàm này, đấy đấy đấy, ghi chú này. Thì đây là cái sự đây là một cái forum cực kỳ nổi tiếng mà liên quan đến việc mà gỡ lỗi cho anh em lập trình, và nó có một cái chữ gọi là chữ stack. Chữ stack. Chữ này cái biểu tượng đó là cái ngăn xếp. À, giống như một cái sấp giấy mà nó sấp cao lên. Thế thì cái chữ stack này nha của cái diễn đàn này nó xuất phát từ cái vùng RAM này. Cái ý nghĩa của vùng RAM này chứ không phải chuyện đùa đâu. Nhưng mà tao chỉ nhá hàng cho mày hình dung vậy thôi. Còn stack là gì nó sẽ mình sẽ dành thời gian mình nói sau này. Thì tất cả các biến mà khai báo trong hàm, hàm size đến đâu biến cấp đến đó, đây là cái logic vấn đề. Thì tất cả các biến mà khai báo trong hàm sẽ được cất vào một cái vùng gọi là vùng stack. Cất vào vùng stack. Nhớ câu đó. Như vậy biến cục bộ, biến local sẽ được cất ở trong các stack, là một cái vùng RAM riêng. Nhưng tất cả nó vẫn là một vùng RAM lớn của cái app, gọi là stack. Như vậy biến local sẽ cất ở trong stack. Tại sao nó không cất ở trên chỗ khác? Chuyện này nó có một lý do riêng mà tạm thời điểm này tôi chưa cần giảng vội, vì giảng sẽ đau đầu. Mà chỉ biết rằng biến cục bộ sẽ nằm trong stack. Rồi. Và lời gọi hàm, tức là hàm này gọi hàm kia, thì nó cũng nằm trong stack. Nhưng mà chuyện đó từ từ mình tính nói sau. Vậy thì bây giờ x bằng 10 nằm ở đâu? X sẽ nằm trong vùng RAM 6 triệu và vùng stack nó nằm ở khoảng 6 triệu đấy. Thì nó nằm ở đây. À, rồi, giả sử lên gọi hàm y, gọi hàm f đi, mà trong hàm f lại có biến y. Y cục bộ, vậy y nằm ở đâu? Y cũng nằm trong stack rồi. Vùng 6 triệu là vùng stack mà mình đã biết rồi. À. Đấy thì mình đã biết đến 3 vùng rồi. Vùng thứ nhất là vùng mà chứa biến toàn cục thì sẽ nằm ở đây. Gọi là data segment. Toàn bộ các câu lệnh để CPU nó cần biết nó phải làm cái mẹ gì tiếp theo. Gọi hàm nào nó làm cần phải biết làm gì. Code của hàm for do while thế nào nằm trong vùng code segment. Nhưng tất cả các biến cục bộ nếu sai đến biến nào thì biến nó sẽ được cấp ở trong vùng stack. Nhớ nha, biến toàn cục và biến cục bộ hai cái khác nhau. Dạ thưa thầy, cái biến for y, for in y bằng 10, y bé hơn bao nhiêu đó thì cái y nó nằm ở đâu? Y nằm đây luôn. Y nằm đây luôn. Trong stack luôn. Cái biến tạm trong t trong cái hàm swap của em ấy, nó nằm đâu? Nằm đây luôn. Dạ thưa thầy, cái con trỏ em khai báo ở trong cái hàm nó nằm ở đâu? Trong đây luôn, stack. Nói chung cúm lại tất cả các biến cục bộ, dù là biến con trỏ hay không phải biến con trỏ, đéo quan tâm, mày chỉ cần biết là tao chỉ cần biết mày là biến khai báo trong hàm thì mày cứ vào trong stack mày nằm, đéo nói nhiều. Đấy, đây là cái điều logic chưa? Em đã hiểu. Vậy thì còn một cái vùng mà thầy chưa nói là vùng heap, vùng nhớ heap. Vùng này tôi gọi là vùng nhớ oanh tạc tự do. Vùng này nó giống như cái vùng mà mình cứ thử đạn pháo vậy á, mình đem ra mình thử á. Vùng này là vùng rất hấp dẫn. Vùng này là một cái vùng gọi là vùng nhớ heap. Vùng nhớ này nó chứa cái gì? Đó. Nếu theo lập trình hướng đối tượng ấy, lập trình Java hướng đối tượng ấy, thì nó nằm là nó chứa các object. Nó chứa các object ở đây. Còn nếu lập trình C, vì C không phải lập trình hướng đối tượng, thì nó chứa cái gì? Nó chứa những cái dữ liệu mà mình thích thì mình để vào đây. Mình chủ động để vào đây. Mình có quyền. Và mình muốn xin bao nhiêu byte, mình có quyền ở đây. Thì vùng này tôi gọi là vùng nhớ động, dynamic zone. Hay là đúng chuẩn của nó là heap. Nha. Chữ heap với chữ stack nó có ý nghĩa riêng của nó, nhưng mà tại thời điểm này mình tạm thời mình chưa cần giải thích quá sâu đi. Mình chỉ biết là đây là một cái vùng nhớ, tên là heap, là một cái vùng nhớ riêng, giống như cái miếng đất riêng mà đến đây mình thoải mái mình trồng cây trồng cối, tức là mình xin RAM trong đây và mình muốn làm cái con mẹ trong đây thì làm. À, đây là điều đặc biệt mà cực kỳ hấp dẫn. Vậy vùng nhớ này muốn xin à, muốn xin Windows ơi, cho tao một tí bài đi, cho tao mấy chục bài, mình nói thẳng với Windows luôn và Windows nó cấp cho mình ngay, thì nó cấp ở đây. Còn vùng nhớ stack là mình không kiểm soát được. Tức là vùng nhớ stack là Windows nó kiểm soát. Nó bảo rằng kệ mẹ nào, những cái biến cục bộ của chúng mày làm ấy thì để tao lo và tao sẽ để trong stack. Nhưng nếu mày muốn xin thêm những biến riêng của mày nha, không phải biến cục bộ cũng éo phải biến toàn cục, mày xin cái vùng RAM riêng để mày chứa dữ liệu thì mày xin đi, tao sẽ cho. Thì cái vùng đó được gọi là vùng nhớ heap. Đó. Thì vùng này muốn xin thì nó phải không qua những cái hàm, nó gọi những câu lệnh đặc biệt thì mới xin được, gọi là malloc và collock. Đấy, đấy là đặc biệt. Còn đối với lập trình Java, lập trình hướng đối tượng, nói chung cái chữ new trong lập trình hướng đối tượng new thì nó chính là cái vùng nhớ này. Đây là điều mà tao nhá hàng trước. Vậy vùng nhớ này là vùng nhớ mình có quyền xin chủ động bao nhiêu bài, nói thẳng luôn. Còn nếu mà int
In, tại thưa thầy cái biến in x bằng 10 kiểu này, local kiểu này của thầy thì nó cũng vẫn là thầy xin 43 vậy, đúng không thầy? Đúng. Nhưng mà cái việc nó bố trí trong RAM như thế nào, nó bố trên stack mình không kiểm soát được. Còn ở đây mình chủ động mình báo rằng tao muốn để dữ liệu lên đây và tao muốn nhét dữ liệu vào đây và tao muốn xin riêng cơ để dành riêng. Thì Windows nó cấp cho mình thì vùng nhớ này người ta gọi là vùng nhớ động, vùng nhớ oanh tạc tự do, tức là mình phải xin và nó sẽ cho. Đó, mình xin nó hay hơn chứ không phải kiểu khai báo biến đâu. Mình chủ động xin bao nhiêu byte cơ. Còn cái này gọi là tao xin một biến 4 byte. Còn cái kia mình nói thẳng câu tao xin một vùng bao nhiêu byte luôn để tao chứa cái odd op của tao. À, như vậy thì nếu bạn muốn chơi cái trò mà chủ động xin và Windows nó phải cấp thì cái trò đó là phải chơi với vùng nhớ heap. Đó là điều tôi vừa mồi bạn vào vấn đề. Còn cái này thì đéo phải, cái này là mày xin một vùng RAM 4 byte đặt tên là x rõ ràng luôn, đặt tên là x rõ ràng luôn và mày chứa value on off mà Windows nó quản lý. Còn cách trên này tao nói là câu tao muốn xin mấy chục byte, tao đéo cần đặt tên, đó là chuyện của tao và tự tao lo. À, thì Windows bảo chú muốn vậy hả? Anh sẽ cho chú tự quản lý nhé. À, thế là mình sẽ tự chủ động trong việc quản lý mấy cái byte đó. Ủa mấy bài đây để làm đéo gì thì cũng chứa data thôi thưa thầy, rõ ràng mình cũng chứa data thôi, nhưng rõ ràng là mình sẽ có cách là kiểm soát cái vùng RAM nó khác so với kiểu mà đặt tên cho vùng biến rồi mình đưa data nó sẵn cứng, không mình chủ động xin bao nhiêu bài luôn đó. Thì đây là cái ngữ nghĩa mà tôi đang vừa mồi vào cho các bạn, vùng nhớ heap là vùng nhớ đặc biệt. Vậy thì làm sao có thể xin được? Vậy thì muốn chơi với vùng nhớ này có hai điều tiên quyết mình phải nhớ. Điều thứ nhất, vì vùng nhớ này là vùng nhớ mà no name, tức là vùng nhớ mà mình phải chủ động đặt tên. Đó. Cho nên muốn làm mới sợ được vùng nhớ này. Thứ nhất, vì vùng nhớ này nó là vùng nhớ một đống các byte mà nó cũng không có tên. Còn vùng nhớ stack là có tên nhá, tức là mình đặt biến mình phải đưa tên vào. Còn vùng nhớ này đéo đặt tên, tao chỉ xin một dãy byte thôi, tao chỉ nói vậy thôi. Tao đéo đặt tên cho dãy byte đó. À đủ. Nếu không đặt tên cho dãy byte thì làm sao kiểm soát được? Như vậy phải kiểm soát qua địa chỉ. Bởi vì mày xin một đống dữ liệu mày đi mua miếng đất thì cái thì mày phải có tọa độ chứ. À như vậy mày không cần đặt tên cho vùng RAM này. Nhưng mày phải kiểm soát được cái tọa độ. Chết mẹ rồi, liên quan tọa độ là phải dùng con trỏ đúng không thầy? Đúng rồi. Như vậy muốn xin vùng RAM này và kiểm soát được nó thì phải kiểm soát tọa độ của nó, mà kiểm soát tọa độ của nó thông qua con trỏ. Như vậy ta cần một biến con trỏ để ta móc vào vùng RAM phía trên này. Ủa vậy biến con trỏ nằm ở đâu? Biến con trỏ là biến local đúng không thầy? Đúng rồi, biến con trỏ là biến ở local. Mình khai báo trong main một biến con trỏ, nhưng mình xin trỏ đến một vùng RAM dài mà mình muốn. À, như vậy cái tay của em từ stack em sẽ với lên vùng nhớ heap đúng không thầy? Đúng rồi. Một lần nữa, con trỏ tham chiếu lại tiếp tục xuất hiện. Ok, như vậy thì bây giờ một biến khai báo trong hàm thì dù mày là biến bình thường hay biến con trỏ thì kệ con mẹ mày, mày phải nằm trong stack đã. Nhưng em muốn trỏ vào vùng RAM rộng lớn của em xin được không thầy? Thì giống như mình đứng ở tay mình nói, mình dẫn thằng bạn mình về quê miền Tây mình nói, đứng ra cánh đồng mình nói, mình chỉ tay về phía xa xa nói, mày thấy cái cây mờ mờ phía xa nữa kia chưa? Ruộng nhà tao hết đó, cò bay gãy cánh, đồ đứng từ trong cái làng, cái hẻm, cái thôn của mình, nhưng mà chỉ tay ra phía xa xa, nhà tao đấy, đất nhà tao đấy. Như vậy thì cái đất nhà tao đấy đấy chính là vùng nhớ heap, còn mình vẫn đang đứng ở sở tách thì chỉ đơn giản là con trỏ để móc về thôi mà. Đó, cho nên bạn nên nhớ câu biến, dù là biến con trỏ, dù là biến bình thường, mày lưu cái mẹ gì tao không quan tâm, nhưng nếu mày cứ khai báo ở trong biệt một cái hàm bất kỳ thì mày là nằm trong sở tách. Nhưng sở tách là biến bình thường được, còn nếu biến con trỏ thì không ai cấm nó trỏ trong vùng sở tách, nhưng không ai cấm nó trỏ vọt ra vùng sở tách là vùng nhớ heap. Thì bây giờ mình sẽ chơi cái trò một biến sở tách, giống như hôm bữa Harry thay vì trỏ Trấn Thành cũng là nằm trong đây. Giờ em éo thích trỏ trong đây, em trỏ veo xa xa hơn vùng nhớ heap. Vậy thì từ đây em bay veo sang vùng nhớ heap. Đây là cách chơi với vùng nhớ động, vùng nhớ mới. Còn nếu từ đây em trỏ vào ví Trấn Thành mà ví Trấn Thành cũng lại nằm trong đây thì đó là câu chuyện nội bộ của stack. Và bây giờ ta éo chơi nội bộ nữa, ta bay từ đây ta câu tầm Đại Bác sang đây cũng giống như Nga đang đứng từ đây mà câu sang vùng Ukraine. À, bây giờ phải chơi từ đây bay sang đây chứ không chơi trong vùng nhà mình nữa. Thì đây là cái câu chuyện là bắt đầu ta bắn tọa độ đi hơi bị xa. Và bây giờ mình sẽ học điều này. Vậy vùng nhớ heap chỉ chơi được nếu điều kiện đầu tiên, nhắc lại. Thứ nhất, bạn phải chơi với con trỏ. Bạn phải chơi con trỏ. Đó là điều đầu tiên. Thứ hai, bạn phải quản lý được nguyên cả cái vùng RAM này, tức là bạn phải xin vùng RAM và quản lý được nó. Đây là việc thứ hai. Và bây giờ mình sẽ chơi hai trò này. Mọi người có đang theo kịp cách tao dẫn nhập vấn đề không?
Có đang theo kịp cách dẫn nhập vấn đề không? Dẫn nhập tức là đang giải thích vấn đề không? Mọi người. Rồi. Bây giờ mình bắt đầu đi tiếp. Nào, như vậy thì làm sao em có sờ vùng RAM này? Theo quan điểm em đang đứng từ đây em móc lên. Chứ Harry ở đây mà móc lên đây, đúng không thầy? Đúng rồi, vì nó là vùng nhớ đặc biệt, mình xin riêng. Không có đặt tên về vùng nhớ này. Vùng nhớ này nó không có cần đặt tên. Đặt tên biến mẹ gì cả. Biến vùng nhớ stack bắt buộc phải đặt tên. Còn vùng này nếu cần đặt tên, mình sẽ chủ động. Ủa không đặt tên là sao em lấy? Thì mình dùng quạt xạ độ thôi, xạ mẹ đi. Nào, bắt đầu làm điều đó. Nha, bắt đầu tiếp tục. New code. Cái này vẫn là pointer nha. Vẫn là vùng pointer. New mới project. Nào. Enter the list. Enter the list. Rồi. Vẫn là mảng các số. Mình xin RAM để làm gì? Mình chứa data. Các bạn thảy vào trong cái pointer. Bỏ vào bài pointer nha. Bài pointer. New mới pointer. À, enter the list của bài pointer. Ctrl SC. Sao? Rồi. Bài của tôi như sau. Hãy lưu một mảng 5 con số nguyên. 5 trừ 10 15 20 trừ 25. Đầu bài của tôi. Ủa tôi cuối cùng cũng phải xin RAM. Xin RAM để làm gì thấy? Xin RAM kiểu mẹ gì cuối cùng cũng để lưu value để xử lý thôi mà. Lập trình của mình là lưu dữ liệu và mình xử lý mà. Bạn biết rồi. Mọi thứ đều có đập các vào điểm của các bạn vào và tính ra điểm trung bình. Rồi sắp xếp điểm bạn nào cao nhất để được cốc vàng hoặc là để được khen thưởng đại loại vậy. Lập trình của mình là làm những bài toán quanh cuộc sống. Nhập đơn hàng vào là mã sản phẩm, tên sản phẩm lưu vào, số lượng đơn giá thành tiền. Rồi tổng cộng total là bao nhiêu? Rồi tiền của bạn đưa là bao nhiêu? Tiền thối lại bao nhiêu? Thì cuối cùng toàn là số thôi mà. Cuộc sống mình hàng ngày là đều là dữ liệu không? Số không à? Đó. Đơn hàng của mình đấy, giảm giá 50-10%. Đó. Mua số lượng bao nhiêu? Đấy, cuối cùng tiền. Lương, kế toán, nhân sự, thăng tiến, mọi thứ cuối cùng đều liên quan đến cái dữ liệu thông tin mình cần phải lưu trữ. Đó. Lời lãi thì cuối cùng lấy là hai con số trừ nhau mà. Đấy, như vậy với cuối cùng mình vẫn quay qua là RAM dùng để lưu trữ dữ liệu và các câu lệnh để xử lý dữ liệu đó. Nhớ. Vậy thì hãy lưu mảng 5 số nguyên. Đây là một cái bài toán quá quen thuộc. Và bài này tôi sẽ viết theo cái cách bây giờ mình viết theo kiểu tách hàm ra để cho dễ hàm men đã thôi, mình gọi cho nó dễ thôi nha. Mình làm void thôi. Như vậy thì void lưu mảng 5 số nguyên và in ra kết quả như vậy parin. Đó. Enter the list. Một cái mảng 5 số nguyên. Bài này tôi sẽ viết bên trong code luôn cho nó gọn để bạn cảm nhận một điều giống như viết trong main thôi nha, nhưng mà mình lúc này main mình sẽ gọi gọn hơn thôi. Tức là cách này là thiết kế để chạy thử trước đã, tách hàm để chạy thử chứ chưa đảm bảo hàm viết đẹp và tối ưu. Như vậy print enter the list. Rồi thì bây giờ viết cái hàm này, viết theo quan điểm truyền thống trước, mình lưu dữ liệu bình thường. Mình lưu dữ liệu bình thường. Như vậy tôi khai báo in a ngoặc vuông bằng 5 trừ 10 trừ 15 trừ 20 25. Tôi viết cái này 5 trừ 10 phải xen kẽ, lỗi của tôi, 20 25. Đây. Đây. Xong. Đây là mảng. Người ta gọi là mảng tĩnh. Mảng nằm ở trong hàm. Và vì mày nằm ở trong hàm cho nên mày cũng sẽ nằm trong stack. Đó, mày nằm trong stack. Nhớ câu đó. Cứ khai báo này. Ủa em khai báo bên main thưa thầy. Khai báo bên main thì mày nằm ở trong stack luôn. Nhưng nếu khai báo ở trên này em khai báo ngay đây thì nó gọi là toàn cục, thì mày nằm trong data segment. Như vậy đây là có bao nhiêu biến? 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy 5 biến, tổng cộng 5. 5 biến nhân với 4 bài. 1 biến là bằng 20 bài của stack.
của stack. Vùng nhớ stack. Stack trong tiếng Việt là ngăn xếp, là một đống cái đồ nó xếp chồng lên nhau á nhá. Rồi, như vậy tổng cộng là ROM RAM đã tốn bao nhiêu byte rồi? Tốn mẹ nó 20 byte rồi thưa thầy. Vì 4 byte là 20 byte. Đó, xong. Và mạng này mình nằm trong vùng nhớ stack. In ra như bình thường. For in i bằng 0 chấm phẩy i bé hơn 5 2 4 5 mạng có bao nhiêu thì bé hơn đó, i cộng cộng printf d phần trăm d cách phẩy a i. Đây là cách in thứ nhất, cách in quá quen. Printf the array has value of. Và mình in xong thì mình cẩn thận printf, mình cái hàm mình sống có trách nhiệm mà. In xong xuống hàm, hàm sống có trách nhiệm. Xong hàm xuống hàm. Không có để lại rác rưởi cho thằng sau nó hốt. Quá dễ thưa thầy. Đây. Rồi. Xong. Như vậy nhớ nha, cái hướng ngoặc để đảm bảo một khu vực, một khu vực. Đấy, nhìn cách tao viết chứ đừng có ngồi mấy đây viết code trong đây cuối cùng mới tè le, một khu vực. Xong khu vực nào ra khu vực đó. Đấy, chốt điều. Rồi chạy bình thường đi đã. PR cần cho dấu cách, đừng có gõ hết, cần cho dấu khoảng trắng. PR nghĩa là enter luôn, tự động nó gợi ý cái việc gõ mồi theo kiểu từ điển. Rồi chạy thử xem sao. Đó, cách thưa ra. Như vậy bài này siêu dễ. F11. In 5 10 15 20 25. Như vậy. Quá ngon. Có những giá trị của cái hàm như thế này, không có gì bàn. Rồi. Dân chuyên nghiệp thì sẽ in theo kiểu con chó. Cầm lại printf mình học rồi. Tên mạng chính là con chó. Như vậy phần trăm d phải sao a. Nếu mình chỉ ghi chữ sao a thì hiểu rằng là a đang lưu nhà thằng đầu tiên. Mà sao a như vậy là vào nhà thằng đầu tiên mà lấy value, học rồi. Cho nên toàn có số 5, sai mẹ rồi. Đúng rồi, lấy được thằng đầu tiên đó. Ủa, mình phải lấy tiếp chứ. Như vậy, vào nhà thằng đầu tiên, xong rồi cộng địa chỉ con chó lên một cái. Cộng địa chỉ con chó lên một cái. À, vào nhà thằng đầu tiên chưa? Rồi. Cộng thêm y. Không đi rời, mày vẫn chỉ cần nhìn đến địa chỉ a. Mày làm đấy. Dạ em là 6 triệu. Cộng thêm 1 đấy mày. Vậy y tăng lên 1. Tặng cộng thêm 1. Y bằng 1, cộng thêm 1. Cộng 1 tức là rời 4 căn. À, rời 4 bài. Đi một căn nhà, như vậy là sang nhà thằng kế, vào nhà kế, sao của nhà kế. Như vậy đây là chính là tọa độ của biến đầu tiên, cộng thêm với 1. 6 triệu cộng 1 thì bằng 6 triệu là 4 thưa thầy. Thì lý do đi một căn. Đó, tao lưu 6 triệu là tao chốt đoạn đầu chứ mẹ kiếp tao chốt 4 bài đấy. Vậy đi một căn, cộng thêm 4 bài. Đó, đi 1 nhưng cộng 4. Ở ngoài đời cũng vậy, nhà 2 đi sang nhà kế, à, thằng nào đi sang nhà 3 tao đạp. Nhà kế phải là nhà 4, 2, 4, 8, sẵn mà. Rồi F11 ngon. Bài này chưa. Như vậy để lưu được cái dữ liệu ta cần bài thay bóng phiên bản quanh tạc in khai phá. Là sim RAM kéo phải là khai báo biến nghe kỹ RAM kéo câu khai báo biến ở đây rõ ràng và đây các cùng stack là phải khai báo biến, còn đây là tiếp là tao rinh RAM tao còn mênh mông lắm mày vùng chưa quy hoạch à, mày muốn đâu đi khai hoang vào rừng ấy giống như lên rừng khai hoang ấy. Rồi cùng này là mày khai hoang mày có sức đâu mày khai hoang cái đó à, bao nhiêu bài mày kéo phải là trong bài đó mày sẽ làm gì. Xin RAM để làm gì? RAM thì để lưu dữ liệu đó. À, không cần phải đặt tên vùng RAM. RAM. Hay là đặt tên biến. Tên sạch. Ở vùng này là vùng tập trung đối tượng đấy. Tập trung nằm ở đây này. Vẫn xài stack nằm ở đây nữa.
Đến đây là bắt đầu. Thay đổi cam này. Tách này nó quản lý nghiêm ngặt lắm, tôi nó quản lý tách nghiêm ngặt lắm. À tách ạ, tôi nó quản lý chặt chẽ lắm, chặt chẽ lắm. Chẽ là sao? Là Scalo nó phải nó quản lý, nó hoạt động theo nguyên tắc, theo nguyên tắc. Này tao không đánh nó stack á, tôi lúc ấy chặt lắm, thằng nào ra vô biến nào ra vô á, các hàm ấy là nó quản cực chặt, nó lòi lung tung. Còn cái vùng nhớ hết mày, nó bảo mày muốn bao nhiêu tao cho mày biết, kiểu mãi lắm luôn. Mày thích thì xin, vừa xin xong thì xin phép tiếp được không? Được. Rồi xong hủy được không? Được luôn. Còn cái vùng này là Vito nó quản lý chặt chẽ, cam kiến tự thế nào chặt động tác. Hai nữa là hàm hết, hàm vừa chạy xong nó hủy ngay các biến, ngay ngay các biến tách ngay, vừa hàm vừa chạy xong cái là mất mẹ hết tất cả biến local, tính toán chan chê để cho mất mất hết trước lìa ngay cái hàm, nó dọn dẹp ngay. Còn vùng nhớ hết á, mình muốn dọn hay không dọn là quyền hình vậy đi đã. Tức là các vùng cam à, là nó có những chuyện các bạn biết em vùng trước của cam thôi. Ok, không dông dài nữa, giờ mình hiểu nha, hiểu bản chất nó. Còn sau hiểu cái nghĩa nó vậy thôi thì cách dùng nó nhanh nhanh. Bây giờ em muốn cam để vào những hiếp này, em cũng lưu dữ liệu đi, em cũng lưu mảng 5 phần tử thì em cách được. Tao cũng muốn lưu 5 con và tao lưu kiểu à, hiếp tao làm bắt đầu. Cách hàm ra để dễ thôi, đối chiếu tao viết trong main cái cũng được, về mẹ cái đoạn này thả vào main được là thấy đúng không? Được, đã thôi còn bị rối ở cái hàm kia, tách ra rồi rin vùng nhớ vùng đặc biệt đèn đó. Nhìn cách tao viết hàm là tao không có lộn xộn, thì không có lộn xộn, thằng nào ra thằng đó, từng khu vực từng khu vực và từng đấy, tập nhìn những cái điều này. Con hàm là một cái khu vực tượng đập đập mắc mớ chó gì kỳ trong cái công hoặc này, em bắt đầu mình ăn đòn ngay, cẩn thận nhất cả những cái điều này. Rồi viết như thế nào, bắt buộc viết như thế nào? Nếu mình tiêu xuống đây phải là con chó p phở Harry p thường trên mạng người ta ghi p p viết tắt của coi tờ em à em đặc biệt em đúng không, chính ý ở đó đúng không, hay là em tọa độ tọa độ impact các em sẽ bằng 3. Thì là cái em cần, cái em một cái và đi, đưa cho em một địa chỉ nào đi, cái bài nào đó đi, ram nào để loại bài địa chỉ lâu qua tấn được và đó, thì là cái cách. Hoặc nếu không thì chơi cái trò mà hôm bữa tôi có nói bạn đấy, in town, trong cái bài livestream, cái phần mà hack ram cực kỳ hay,
in sao, một cái địa chỉ chỉ. Và chiếc địa chỉ này đó chính là cái vùng RAM của cái kiến mà lúc tao nói về cheat engine á, thì chúng ta còn nhớ. Gửi cho tao cái địa chỉ đi. Gửi cho tao cái địa chỉ là một cái con số 6 triệu mấy. Cần ghi là in sao. 6 triệu 123 23. Tôi giả bộ 6 triệu. Thì nếu vùng 6 triệu này chính xác ở biến nào đó thì biết thừa cái vùng RAM đó là chứa một cái biến. Đưa mẹ con số 6 triệu vào, nhưng không được đưa 6 triệu bình thường khơi khơi. P bằng 6 triệu thì nó hiểu rằng đây con số nguyên. Và phải hiểu rằng đây là địa chỉ nhen, vì in sao là ký hiệu rằng đà địa. Cái là tao đang nói về địa chỉ đó, thì in sao tao đang nói về địa chỉ là cái con số bằng và cái gì đó. In sao là bằng và. Thì đây in sao và một con số. Là con số này nói là về địa chỉ. Học rồi, học hết rồi nha. Nhưng phải nhớ được lúc nào là cái nào. Còn sao P là cái gì thưa thầy? Sao P là đến nhà thằng kia đi. Nói chuyện. Đến nhà thằng 6 triệu nói chuyện. Ok, đây đã hiểu. Vậy biến này vẫn là một biến. Biến này P vẫn đang nằm. Tách P nằm. Nó là biến bộ. Khai báo trong hàm là nằm tách. Vấn đề bây giờ tao chọn. Vấn đề là tao muốn chọn vượt sở tạch. Lên hip. Đó. Và nếu mà bạn ghi câu là Trấn Thành bằng 5.000. Và lúc này P bằng và. Nếu mà bạn có câu đoạn code như thế này, câu này nó là vẫn chọn quanh quẩn. Không. À. Viết cốt tạo P bằng. Hay viết liền mà trên đây cũng được. Đang cố tình tạo một cái hộp riêng và gắn đây sau thôi. Còn cái này tôi viết cố tình viết dưới dòng dưới thêm như nhau thôi. Khai báo biến được gắn value. Được khai báo biến và gắn value. P bằng. In sao. Có địa chỉ vào đúng không thầy? Mà đọc. Mà đọc. Malloc là một hàm lệnh đặc biệt. Malloc lệnh là một cái hàm lệnh làm. Cái này giống khai hoang đấy. Không phải khai báo biến. Khai báo biến là nguy cơ nó cấp lên. Stack nó cấp lên. Đây không. Đéo đặt lên. Làm này. Như vậy malloc là một hàm. Và bên trong này liệt kê số bài. À, bao nhiêu bài tao cho mày liền. Vậy viết lại P bằng malloc. Đây. Bài. Vậy số bài muốn xin này là nên như thế nào? Vì mình là con chó in, cho nên thường sẽ xin là bội số của mình. Anh nên xin cho bội số của bội. Đây thật tài. À, con. Ví dụ hiện nay con chó in, mình đang khai báo con chó in. In có nghĩa là tao dự kiến là tao chọn những 4. À, như vậy malloc chỗ này. Ví dụ mạng của mình là 5 phân tử, 5, 4, 2, 20. Như vậy chỗ này tao sẽ là 20. Câu này phải dịch câu là gì? 20 bài đã được cấp cho con. 21 có được không thầy? Được. Về nguyên tắc con chọn chỗ này là 20 trên 4 thì được 5. Vậy nếu mình nhìn 4 thì in chỉ cần về bản chất cái con chó in ấy, con chó in là tao nhìn cũng 4, nói xem rồi, con chó cha nó chỉ nhìn có 1 thôi, con chó in nó nhìn đến 4. Vậy 4 rồi 4 nữa về bản chất trên phụ bài nó đều 4. Để mai mốt hạng đấy bài để làm đéo gì kiểu. Vậy trong RAM lúc này nó cấp cho bạn 20 bài lên, và cái hàm này nó trả về cho bạn tọa.
trả về tọa độ vai đầu. Trong 20 bài nghe kỹ, trả về tọa độ hay là gọi ta gọi là địa địa hàm trả về địa cái bài đầu. Nào, tôi vẽ phục ram xong rồi đấy, câu lệnh chỉ kêu đó thôi ở đây. Ừ. Chạy từ từ tính nha. Mà Lộc, còn tại sao ghi chị sao sao mình học, có mình học rồi sao để nói rằng mẹ kiếp tao sẽ đưa vào địa chỉ đấy các mày. Tại vì đây không có và bản thân cái ma lốc này trả về địa chỉ là một con số, và cái con số đó mình ép nó thành cái địa chỉ đây. Một số người trên mạng người ta dẹp luôn cái này cũng được, để đây cũng vẫn được. Tự hiểu rằng là ma lốc để trả về địa chỉ tọa độ cất vào cái đó, được quyền nha. Viết cái này nó cẩn thận hơn thôi, chả phải vấn đề gì cả. Mà đừng bao giờ viết cái kiểu khơi khơi 6 triệu, nó hiểu mẹ mày gán không? Nhớ câu đó. Giờ ta sẽ xem cái RAM nữa. Nào, ta công làm thế. Tĩnh năng rất kỹ. Nào, bây giờ tôi 20 bài. 1, 2, 3, 8. Đây là 10 bài rồi. Mỗi cái ô, mỗi cái cell này chính là mỗi cell này chính là một bài. Bạn đã bài. Vậy là 8 con transistor, 8 transistor, 8 transistor, 8 transistor, 8 transistor, 8 transistor. 20 bài đã có trong tab. Rồi. Giả sử cái bài này địa chỉ nó là tại một câu chuyện. Cái malloc mà ghi 20 byte là lập tức nó trong RAM nó cấp ngay cho bạn đấy. Cái giống đất nhà mình ký ấy. 6 triệu. 6M01. Million nha. Tâm này tao không hết đâu lắm. 20 byte, tao cho mày 20 byte và 6 triệu là cái tọa tọa độ file đầu tiên trong bao nhiêu file tập tại 6 triệu. Và P phở, nghe kỹ, P là biến con trỏ. Hai cái khác biệt, P là biến con trỏ cần một tọa độ. À, vẫn yêu cầu cách khiến Harry vẽ một to, vẽ to thêm. Đây là biến, đây là biến p, p phở là một rồi, đây là biến p phở. Vậy biến p phở nó sẽ là biến con trỏ và nó tọa độ p phở bằng, kỹ câu là in sao p phở bằng mà lốc 20. Câu lệnh bản có thêm chữ sao với được ta đang cài chậm. Nào, p phở mày bằng ma lốc, câu này nghĩa là gì? Là ma lốc trong tiếng Anh cái tắt memorization. Thầy ma m ma lốc ma lốc memory allocation. Em xin bác cấp cho em làm. Vậy cái này nó sẽ cấp cho bạn 20 bài. À, 20 bài. Và sau khi cái hàm nó cấp xong, hồi nó nhớ lại cái bài đầu tiên. Nó bảo là, ê, 6 triệu, tao đưa cho mày 6 triệu đấy. Tao đưa cho mày.
6 triệu để cấp gì. Tức là Malok sau khi nó xin nó cấp 3 cho RAM cho mình xong, tôi còn cẩn thận nó nói rằng là này, tao nói cho mày nghe đấy, cái hàm Malok nó trả về giá trị cho mình mà. Trả về hàm FX trả về E-Price, hồi nãy mình gọi E-Price thì nó gọi trả về số 1, số 0. Thì Malok nó tử tế nó nói à, tao đưa cho mày cái tọa độ đầu nhá, mày nhớ lại đi, cất đi. Đó, như vậy đó. Và con 6 triệu này sẽ cất vào trong vậy. Hàm trả về giá trị chạy cái này là 6 triệu cất vào P, vậy P phở con. Em mở nha, Median. Vậy 6 triệu cất vào trong. Thì tôi đang giảng bạn này được vẽ trên bảng. 6 triệu. Như vậy, tao trỏ vùng đỡ 6. Tao trỏ. Đây 6 triệu đây nè. À, vào. Mà tao P là 6 triệu, mà P lại là kiểu in. Về lý thuyết, bài này, phần này, đéo nói tiếp nữa, quay trở lại câu chuyện. Vậy nếu P cộng cộng, thì nó đi thế nào? Nếu P cộng cộng, nếu là P cộng cộng, à đủ, P cộng cộng hả thầy? P cộng cộng thì về mặt lý thuyết, nó sẽ không phải là cộng 1 ở đây, nó chạy veo lên cái thằng. Điều. Chạy 4 bài. 0, 1, 2, 3. Nếu mà đủ 4 bài rồi thì đến này. Vậy P cộng cộng, bản chất nó sẽ là 6. Ừ. 6. À, 6. À. Và em thấy cái mùi, em thấy cái mùi giống giống mảng quá thầy. Cái P này nó giống như tên mảng vậy á. Tại đây này, vẽ lại cho có một màu. Đây là một bài kiểu. Tao dùng này. Khác nhé. Tắm. À, em phát hiện một điều rằng P mà đang trỏ vào RAM này, P trỏ RAM này. Vẽ kiểu này có em. À, em đang bảo. Đây. Rõ ràng thưa thầy, em là kiến P và em trỏ thẳng vào vùng tọa độ. Hàm Malloc này nó chỉ đơn giản nó giải quyết câu chuyện trong RAM đấy. Hàm Malloc chỉ làm như đây thôi. Là nó trả cho bạn được cái 20 byte. Nó xin cấp cho bạn 20 byte và Windows và không có can thiệp nha. Và các app khác không dùng chỗ này nha. Vùng này là vùng của thằng P rồi. Và P nó sẽ nói rằng tao cai quản một miếng đất rất rộng là 20 byte. Nhưng tao sẽ nắm thằng đất. Là cái byte đầu tiên. Và đoạn này nó cho tôi hình về mạng. Rõ ràng 20 byte. Hồi nãy tôi nói bạn chẵn là 20 byte thì trật tức 4. Ủa nhưng mà thầy đang dùng con trỏ mà. Đúng rồi, con trỏ nhưng mà bạn ngồi bạn ngẫm lại thì tao đang trỏ đầu dãy và vì cao là con trỏ in. Ê, tao là con trỏ in. Vậy nếu tao con trỏ in, nếu giả bộ tao cộng cộng, chắc chắn chữ in cộng cộng đéo nói nhiều với nó con in tọa độ thôi. Thì bản chất đây nó giống như Harry vậy, sao Harry mà sao Harry hay là Harry ở đây trỏ vào vùng nhớ này. Bây giờ nếu cộng cộng, chắc chắn nó phải bay vèo đến đây. Cộng cộng là nó phải bay vèo lên đến đây. Tao là in, tao phải cộng. Cộng. Ủa cộng 1 mà thầy, cộng 1 chứ cái nhảy cộng 4 thì tao là in. Đó. Có như vậy thầy đang nói những điều gì? Em thấy nó kiểu rất giống nha thầy, giống cực luôn. Em thấy giả sử P này nó giống như ưu thằng đầu tiên. Và nếu em coi 4 thằng đầu tiên này coi như là cái thằng đầu tiên mạng. Kéo mẹ hình như P là mạng đúng thầy. Rõ ràng P đang trỏ 20 byte. Tôi cố tình tô màu thế này, mỗi lần nó nhảy 4, con trỏ đó là con trỏ in. Thì nó sẽ nhảy 4. Vậy em có cảm giác rằng P như mạng. À đù, P như mạng. Rồi, vậy thì em nhét value vào đây được không thầy? Vậy đây là quy ước. Bạn viết malloc xong, thì về nguyên tắc 4 byte đầu tiên, bạn được quyền xài là P ngoặc không. Đó, bạn được quyền xài. Bởi vì nó có hình thức giống như mạng mẹ nó rồi. Tại sao? Vì mạng là một đống các biến ở liền nhau. Đó là điều đầu tiên. Và tên mạng là lưu thằng đầu tiên. Thì đéo mẹ đây, nó có thỏa mãn hết yếu tố đó rồi. Nên lúc này chữ P được quyền chữ P0 là phần. Và chỗ này mình P1 là phần. Nên hôm bữa đứa nào mà học cái bài live của tao thì ngay thấy đéo có gì khác biệt. P. Và khi học về mạng, mới đầu giờ mình cũng đã có nói nhanh qua rồi.
Bà. Dạ thưa thầy, em có quyền gán ram vùng này là mặt vuông được quân đấy hả thầy? Được em, bởi vì nó có một cái sự ngầm giống thấy rằng mẹ kiếp đây là một đáy các bay nhau mà theo kiểu sao là bốn 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 một đống các bốn 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 liền nhau tầm mảng in là cái đéo gì à. Vậy tên mảng là con trỏ đầu tiên là chứa nhà nhà đầu tiên, cái địa chỉ đầu tiên đúng thầy, kiến đầu tiên rõ ràng đây là lưu đúng như vậy luôn công thức. Vậy kết luận p phở mặc dù khai báo là dấu sao nhưng lại dùng mặt vuông trong quan điểm mảng sau khi đã xin cấp ram, xin cấp ram cái xong là thế em đéo thích dùng theo kiểu con mảng và vuông em con trỏ đó thầy. Được thì p cộng 1 rồi p cộng 2 rồi p cộng 3 cộng 4 và dấu sao đấy ba liền được không thầy? Được em. Và bây giờ mình làm tất cả bằng tốt trang có mỗi cái phần giải thích này thôi giờ xong đâu có gì lạ nữa. Xong rồi thầy, đến đây là em xong rồi thì em gán giá trị được không thầy? Gán giá trị các bài các cụm bài, cụm bài bài thứ 4 bài. Tại sao tôi lại dám dùng chữ 4 bài là một mình đéo mẹ mình đang dùng thì nó sẽ nhảy 4 thì học rồi. Dạ thưa thầy nếu em double thì được không thầy? Được em nhảy 8 đúng không thầy? Vậy thì lúc này em nhân cái tỷ lệ lên chia hết 8 đúng không thầy? Rồi bắt đầu thông minh rồi đó à. P ngoặc không bằng bắt đầu vào đi tại Fibonacci chơi cho một p một thầy cẩn thận nhé thầy, thầy đang xài con trỏ nhé thầy, để mẹ tao nó trỏ vào đầu dãy thì tao xem đấy à. P một P hai đấy thì ta xin các con à tại sao vậy có 20 thôi mà 20 muốn được 5 phải 1 2 3 đây là vùng cam in mảng cái coi cam in hip cái coi lúc này được xem như là mảng. Kiếp đó nhèn. Về hoa thiệt tình con cảnh như thế thì đã là tính đã hỏi con ảnh con chó nay mình đạt cảnh giới thú cưng sợ bố con nào ken r cần chỗ cách cho tôi đã rồi tôi còn r bạn thấy nó có hai chữ r nhìn thấy đã rồi tôi quay trở lại có hai cái chữ r r là hit và kiểu hip để hip đi chấm phẩy để lại code cái phần này còn lại mảng thôi mà có kéo gì đâu các mọi chuyện à đâu chơi con trỏ khai báo con trỏ mà F11 tốt mọi người chạy chưa và thấy vi diệu chưa trả lời hay không khen hay đây. Cả nhà đâu rồi? Đi rượu chưa? Cho nên cái bài hôm bữa tao 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 nói là mạng xài như con chó. Đã kiếp hôm nay con chó xài như mạng. Tao cãi được. Vẫn chứ. Kéo sợ bụng. Vẽ vùng cam. Cái đã vẽ thôi. Quá ngon. Nên nhìn vùng cam. Nếu là mạng nó một đống bài.
bài này gọi là 0123, nhưng mà nếu vì cho cái tên mảng ức mẹ nó là lần đầu tiên đó, đâu sao để đi vào. Sao để đi và đấy là cái cách đi con chó còn sao các mảng có đang ta thấy một đáy bay nhìn nhau tao có quyền đủ nên cho nên sau này mình cả tránh tới mảng. Thế thầy, nhưng mà kiểu này thầy kiểu P này em chưa thích, in em muốn in kiểu con chó. Rồi phiên bản 2 action copy lại đoạn code làm tiếp là mình có rất nhiều cách để viết. Đây phần tên hàm lại copy lại những code nha, copy lại code thêm một tên hàm ở phần này. P2 còn cái P1 là cái cách mà kết thúc mạng bằng đây đây cốt vừa rồi nhớ đẩy hẳn ra ngoài nhá, copy tới copy mẹ mày em mình thành cần chỗ cách cách nó nói là có hai cái 2 và 02 đó cần chỗ cách lại trên thành rồi P2 xong có thể P2 được. Vậy ta bỏ cái phần này đi. Em xin hai bài được. Thế thưa thầy, thì là con chó, thầy dùng con chó đi, thầy đừng chơi kia. Sao P là vục ram đầu tiên bằng con 5, 15, 20. Sao P là gì? Là đến cái vùng ram bố đang chó ở học sao Harry. Thưa thầy, tôi chắc tao đang chó vùng kiểu đến vùng ram đó. Gắn value cho tao. Mày nên nhớ mày đang là int. Là 4 bài 9 cùng 3 đến và đến 4 bài. Hoặc tọa độ là 6 là lấy đoạn đầu thôi. Đến là đến 4 bài mình học rồi. Ta xem con chó nào thì giải cái RAM. Đi một căn là đi số 1 thẳng lên 4 bài. À, cái này mình học luôn rồi nhá, nhắc ghi nhắc lại. Tại sao bay bằng đấy là tự cùng nhớ đầu tiên 4 bài đầu tiên bài đầu tiên bằng 5 tiếp được thầy nhớ trước kế em đố thầy làm được đấy. Và muốn vào vùng nhớ thì phải là rút sao đéo nói nhiều bây giờ cộng bằng có cái chó gì cộng 1 6 triệu cộng 1 còn 6 triệu là 1 tao đạp mày một cái bây giờ 6 triệu cộng 1 vì tao là con chó in con chó cộng cơ mà P cộng cơ mà Harry cộng cơ mà Harry cộng à thầy tức là lấy cái địa chỉ cộng lên đúng không thầy đúng rồi 6 triệu cộng 1 bằng 6 triệu là 4 vào vùng đó cho tao một cái sao thầy không chơi cộng cộng có cộng quyền cộng cộng được không được P cộng cộng được không thầy? Được. Nhưng mà nên nhớ như vậy tao đang muốn P nó chốt đầu mạng. Để làm. Để kiểm soát. Nhưng P chốt đầu. Đây là con chó tự do. Có cũng các mạng bình thường vuông nha. Còn mạng vuông là éo cho chạy đâu. Éo cho chạy đâu. Thử đi thầy. Cốt này để đó. Xuống đây thử xem cái. Em thử cộng cộng được không thầy? Đây, cộng. A cộng cộng. F. À, mẹ bố mày, mày là con chó. Trả thôi. Tức là vẫn được bình thường dấu sao, nhưng mà mày phải chốt nhà đầu đéo cho mày đi. Học rồi. Đây, em phải đi. Em được. Cho. Harry, bay đi đạt. Cho nghe chọn. Đạt xong. Tiến thành được. Mà. Thế thôi. Tao quyết định là tao để cộng một là cộng đi được cái địa chỉ chưa hai địa chỉ cộng nhau ra đều ra con số để từ vào dấu sao để mà lấy à. Cộng 2 bằng 5 ba 2 mà 5 tử 20 5
In sao thầy? In thử cái này đi, bằng vuông luôn. Đã bố con thằng. Đã bố con thằng. Này. Vậy chơi kiểu cái này. Ép. 1. Được 50, 125. Và tạo thành. Để eo thì in hoặc vuông. Em in kiểu PVP được không thầy? Được. Đây đây. Ngay bây giờ đã đặt cảnh tối quá rồi mình đoạn luôn rồi mình kéo biết sao cái nào nó lộn xộn hết rồi. Đâu? P cộng I. Thì mình mới đang chốt đầu mảng. Hoặc vuông. Này mình đã làm này P này, P cộng 0, P cộng 1, P cộng 2, P cộng 3, P cộng 4, P cộng 0, P cộng 1, P cộng 2, P cộng 3, P cộng 4. F11, 5, 10, 15, 25. Vậy vuông thì vuông kéo sợ bản chất làm bài nên chỉ một câu bài kéo phải gọi là khai báo mạng cho con chó rõ ràng thành à, không thèm đặt tên vẫn có à chỉ có một tên cai đầu dài 20 bài nhưng vì nó là chữ in sao 20 bài giống như cô giáo của lớp mày quản lý lớp 48 đứa, cô nhìn là 48 đứa cũng phải cấm, nhưng cô nhìn là một tổ là 12 đứa kéo có vậy tổ tập 8 tổ p tao quản lý 26 lần và bắt đầu tao quản lý 6 đầu dãy bằng cách là ai là m p tao quyết định tao để cốc nó nhảy theo 4 vậy và tên mạng ấy là lưu trên lúc này xài một quân hay ao anh em cộng đồng mạng theo kịp đến đây không trả lời. Kịp không? Các. Ta có đang nghe tao ra tao hỏi. Tụi bay có nghe kịp không? Ê thầy vừa rồi thầy Hoàng hỏi chúng mày không nghe câu trả lời à? Không nghe câu hỏi à? Cả lớp. Tao hỏi tại sao chúng mày không trả lời? Tụi mày quyết định im lặng đúng không? Rồi tao dừng bài giảng. Điểm danh.